Hôm nay là ngày sinh nhật 30 tuổi của Hà. Năm nay là năm thứ ba Hà ở Hà Nội. Hà đến từ Sapa, một thành phố ở phía Bắc Việt Nam. Bố mẹ Hà đều là nông dân. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, vì kết quả học tập bình thường, Hà chọn một trường đại học gần nhà. Hà không biết sau này sẽ làm gì. Hà cũng chẳng có sở thích gì đặc biệt. Hồi học cấp 3, Hà chỉ học giỏi môn tiếng Anh. Vì vậy, Hà đã chọn chuyên ngành tiếng Anh. Bởi vì trường học cách nhà rất gần. Vì vậy, Hà không cần ở lại trường. Mỗi buổi sáng, Hà đi học. Buổi tối, lại về nhà ăn cơm với bố mẹ. Sau 4 năm, Hà đã tốt nghiệp đại học. Hà đã đến nhiều công ty phỏng vấn. Tuy nhiên, Hà vẫn chưa tìm được công việc mong muốn. Hà nghĩ rằng mình học chuyên ngành tiếng Anh thì nên đến thành phố lớn để phát triển. Ở đó có nhiều cơ hội việc làm hơn, lương bổng cũng cao hơn. Ngoài ra, cuộc sống ở thành phố lớn rất sôi động. Một tuần sau, Hà đã mua vé xe buýt giường nằm đến Hà Nội. Đi xe buýt giường nằm mất 6 tiếng. Lần đầu tiên xa nhà, Hà nằm trên xe buýt, nhưng vẫn không ngủ được. Hà ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Hà suy nghĩ, không biết tương lai sẽ ra sao. Đến Hà Nội, Hà mới nhận ra Hà Nội vô cùng lớn. Có nhiều nhà hàng, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, siêu thị. Cuộc sống ở đây rất sôi động. Có rất nhiều thứ Hà chưa từng thấy bao giờ. Hà cảm thấy vừa háo hức, vừa lo lắng với cuộc sống mới này.